we sail a little bit higher. Bị bệnh hả? Chào lần thôi khán giả thấy mệt rồi chào hai ba lần nữa. Chào biết cũng thấy ghét nè. Chào cũng có ưa, đúng không? Rồi, à Thoại ơi. Trời ơi, có vô đó khách con đi bán cho ai vậy? Con đi ra đường bán rồi Campuchia ngoài kìa. Nó qua hỏi bán đi con. Trời ơi, là trời, có mấy tấm giác đi vòng tròn hoài vậy đó. Đó, khán giả có bao nhiêu mình sẵn sàng phục vụ bấy nhiêu, quý vị tình thương mến thương quý vị ha. Rồi, ngay từ bây giờ quý vị là chưa có vé thì quý vị ủng hộ cho các đoàn cánh hát được tung một vé quý vị. Còn quý vị đã có vé rồi, từ chưa chịu sân khấu sổ số luôn quý vị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn quý khán giả khoan dùi thế giới để cái tình trạng kinh sổ nha. Và trong lời giữ là 10.000 đồng chúng ta lãnh qua những con gấu bông thật là lớn à. Vâng, bước lên theo dùm chị đi. Số mấy hả? Và số 6 gì kêu ra? Số 6 gì điểm kêu qua? Có bộ 33. 33 có nhảy thiên đường. 45. 45 của Tam Tông Biêu. Và số cuối cùng là số 57. Và 57 có Tứ Đỗ Tường. Và đàn ông này chị trao cho em đó. Và rồi anh đẹp trai quá. Chà. Rồi xin chào anh, tôi có bông, cảm ơn anh trai rất nhiều. Hóa à. Cái voucher rồi. Cảm ơn các rất nhiều. Và bây giờ xin mời vị chú nào đến với dòng loại đổi vé. Sử dụng tất cả những vé cũ, những dòng loại trước nha. Chúng ta dùng những vé cũ của những dòng loại trước, chúng ta đổi lại thành vé mới cho dòng loại cuối cùng này. Với dòng loại cuối cùng này chúng ta không cần phải mua vé. Và bây giờ xin mời vị giao lưu gặp những người đẹp Hồ Tiểu Di. Sáng tươi thêm về ruộng lúa bao la đầy đồng, ta có gió lây ngả nghiêng cánh lúa trổ bông. Rồi, nó có tiền không trời? Có tiền mắt đã thì sao đâu phải. Rồi,
Dòng loại này là dòng loại cuối cùng chúng em tạm biệt và chia tay. Vừa qua quý vị đã đổi vé lại rồi, là những cái tấm vé hoàn toàn miễn phí là để tri ân quý vị. Cảm ơn quý vị dù mưa nhưng quý vị cũng đến đây đầy đủ để ủng hộ cho gánh hát Lô Tô Hương Nam. Họ không biết lấy gì hơn thay mặt trưởng đoàn, thay mặt gánh hát Lô Tô Hương Nam gửi tới lời cảm ơn quý vị quan viên hay họ. Chị chào bà nội cưới ai vậy má? Rồi, ngay từ bây giờ quý vị đã có vé rồi. Tập trung giờ sân khấu quý vị. Nãy giờ đó, giờ đã cuối rồi đúng không? Ừ. Chị em mà hát mệt không chị hát luôn đi. Thôi trời, hát luôn đi. Con 15, 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 con
con số 48 vừa là có anh trai đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình gỡ số quà này nhé. Chúng em kiểm tra lại những câu cầu trên. Rồi anh trú đâu anh chạy bỏ chạy rồi vậy. Đi đâu vậy trời? Sao dạ? Ra lấy xe. Rồi bắt đầu giờ số quý vị nha. 48 vừa điện kêu qua. 1 54 2 35 3 27 4. Rồi có ai đọc giải đúng không quý vị ơi? Và nếu không chúng em xin trao tặng phần quà bên ngoài. Đó là một cái món lớn cho tặng cho anh trai nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị vào 19 giờ ngày mai tại sân khấu của Ca Sa với chủ đề Quý cô hoàn hảo. Thay mặt cả lớp tụi Nam cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và chúc cho quý vị đã về được từ lộ quần nha. Gặp nhiều may mắn cho có giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt tay vào công việc. Và quý vị cũng đừng quên dù cho quý vị với chủ đề được mang tên Quý cô hoàn hảo vào 19 giờ ngày mai. Và xin chào vào tuần sau tụi em sẽ lên đèn 4 ngày, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, trọn vẹn 4 ngày nhớ gì nha. Do là tụi em đắt xô lắm cho nên là chỉ ra đây 4 ngày là 5, 6, 7 chủ nhật, 5, 6, 7 chủ nhật, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Và ngày mai là ngày với chủ đề Quý cô hoàn hảo. Lady Perfect. Sau đây là phần chương trình tập vật lý trị liệu của bà Bảo Thi, là tại Cát Thi, là tại vì chị bị ung thư đó.